Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức là mới có 3-4 ngày trước đây đó, thì chúng tôi thấy có nhiều báo chí đăng tin Hội đồng Nguyễn Phước Tộc đề xuất đặt tên đường Gia Long ở Huế. Thì trên báo Người Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tinh Hoa xứ Huế nhiều lắm. Và cũng ngay lập tức thì trên các mạng xã hội đã có nhiều bài phản ứng. Thì chúng tôi thấy sơ sơ đó là có cái bài vạch mặt cái gọi là tọa đàm khoa học của Facebook Tuệ Phong, rồi trên Facebook của Dương Vương Kính, Lão Chanh Bò cũng có cái bài để tựa đề là Thừa Thiên Huế không thể đặt tên đường để vinh danh Nguyễn Ánh. Rồi trên Tổng cục Liều Báo có bài của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn tựa là Nữ tướng Bùi Thị Xuân hai chấm, Chúa công ta tay kiếm tay cờ làm nên sự nghiệp, còn ngươi chỉ biết cầu viện ngoại bang, phá nát cả giang sơn. Thì cũng nhân đây á, nói về nữ tướng Bùi Thị Xuân đó, thì làm cho chúng tôi nhớ lại cái quyển sách mà ông Nguyễn Mạnh Quang có viết trước đây đó, là nói chuyện với tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Thì trước đây thì cũng cỡ đây coi 2004, tới bây giờ là cũng gần 20 năm. Thì trong này đó có kể những cái hành động trả thù của vua Gia Long, thì chúng tôi cũng xin nhân đây để nhắc lại bài này đăng ở trong cái chương 2 của quyển sách chúng tôi vừa nói, tựa là những hành động trả thù của vua Gia Long. Giống như Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh không những mang tội với lịch sử là hạng người cõng rắn cắn gà nhà, vì đã nhờ cậy giám mục Bá Đa Lộc của giáo hội La Mã vận động ngoại cường xin quân viện để phục hồi vương quyền của mình, mà còn bị đời đời phỉ nhổ và nguyền rủa vì đã trả thù vua tôi nhà Tây Sơn, là một triều đại đã có đại công với dân tộc Việt Nam. Vua Gia Long trả thù một cách rất là dã man. Thì việc trả thù này được nhà văn Nguyên Vũ tóm lược như sau qua cái bài Việc nghiên cứu nhà Tây Sơn 1778 tới 1802 trong Tâm bút ngàn năm soi mặt. Tháng 11 năm 1844, tức là hơn 50 năm sau ngày vua Quang Trung băng hà, thì vua Thiệu Trị cho lệnh trừng phạt một cái quan coi tù dám bí mật thờ cúng anh em Tây Sơn, và tiếp tục giam cái di cốt của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Toản trong ngục. Vua giải thích: Thế Tổ Cao Hoàng để ta lo thu phục kinh thành, xa thư nhất thống, con trai con gái và các con cháu Ngụy Nhạc, Ngụy Huệ đều bị giết năm Gia Long Nhâm Tuất 1802, làm lễ cáo tôn miếu dâng những tướng giặc bị bắt, Ngụy Toản và những kẻ yếu phạm chánh thứ của giặc đều bị cực hình là năm voi xé xác, lại đào lấy hài cốt của Ngụy Nhạc, Ngụy Huệ đập tan ra, vứt đi đầu sọ của Ngụy Nhạc, Ngụy Huệ để làm đồ đựng nước tiểu, lại khóa mộc chủ của vợ chồng Ngụy Huệ đem giam ở Vũ Khố. Năm Minh Mệnh thứ hai, tức là năm 1821, thì kính dân chỉ dụ chuẩn y lời nghị của bộ, đem mộc chủ của giặc tập hợp lại đóng đanh và khóa cùng với đầu lâu và hài cốt Ngụy Huệ, Ngụy Nhạc, Ngụy Toản bỏ lộn vào một cái hòm gỗ đổi giam ở nhà ngục phủ Thừa Thiên. Không ai phủ nhận được một điều là cách đối xử của các vua nhà Nguyễn với Quang Trung Nguyễn Huệ và gia đình Tây Sơn cực kỳ tàn nhẫn. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, từ tháng 1 Tân Dậu, ngay sau khi tái chiếm kinh thành Huế, Nguyễn Chủng cho lệnh phá hủy mộ Quang Trung, bổ xăng, phơi thay, biêu đầu ở chợ. Con trai, con gái, họ hàng và tướng hiệu của nhà Tây Sơn 31 người đều bị lăn trì cắt nát thay. Một năm sau, ngày 1 tháng 12 năm 1802, vua Gia Long mượn toàn gia cảnh thịnh cùng các tướng Tây Sơn để tuyên cáo trời đất. Sự trả thù còn trút xuống đầu dòng dõi Nguyễn Văn Nhạc dưới thời Minh Mạng. Tháng Giêng năm 1831, sau khi có người tố cáo dòng dõi Tây Sơn còn sống sót,
Vua Minh Mạng sai Trương Minh Giảng làm khâm sai tra xét. Giảng xác định rằng đó là Nguyễn Văn Lượng, con của Nguyễn Nhạc, và Nguyễn Văn Trượng, con của Nguyễn Văn Đức, anh Lượng, tức cháu nội của Nguyễn Văn Nhạc. Nhưng Lượng và Đức đã trốn mất. Năm sau, vào khoảng tháng 4, Tân Mão, bọn Trương Minh Giảng bắt được trên 100 người con cháu Tây Sơn. Tất cả bị giải về kinh, chém ngang lưng. Tới đời Thiệu Trị, con cháu quan tướng Tây Sơn còn bị truy diệt. Và theo đúng quy luật, kẻ mạnh được làm vua, thua làm giặc, thì sách sử nhà Nguyễn cao giọng lên án anh em Tây Sơn là giặc ngụy. Tập Đại Nam Liệt Truyện của nhà Nguyễn có phần dành riêng cho anh em vua Quang Trung với tựa là Ngụy Tây. Các tập Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục hay Đại Nam Thực Lục Tiền Biên và Chính Biên cũng đều ghi Ngụy Huệ, Ngụy Nhạc, Ngụy Toản, Tiếm Hiệu, vân vân. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây là cái chữ Ngụy này á, là dùng ở trong nước, họ thù oán với nhau, họ dùng cái chữ Ngụy. Nhưng mà đối với Việt Nam, đối với cái lịch sử đó, thì cái công trạng lớn lao của vua Quang Trung là không ai chối cãi được, là đã đánh quân nhà Thanh, là cái giặc ngoại xâm. Còn cái chữ Ngụy, xin quý vị phân biệt với cái chữ Ngụy mà từ cách mạng tháng 8 phải đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào này, là Ngụy này là tự vì nó là những người đi theo giặc ngoại xâm. Đó, chúng ta hãy phân biệt cái chữ Ngụy này nó khác với cái chữ Ngụy mà trong xét xử mà ông nhà Nguyễn đã dùng cho nhà Tây Sơn. Nó khác nhau ở chỗ đó. Phần thứ hai, sử gia Phạm Văn Sơn cũng ghi lại như sau. Đối với vua tôi nhà Tây Sơn là những kẻ thù không đội trời chung. Tháng 7 năm Nhâm Tuất, tức là năm 1802, chúa Nguyễn đã dùng tân pháp, tức là dùng các hình phạt tàn ác và nhục nhã nhất. Những người bị xử tử hình trước là anh em vua Cảnh Thịnh. Để cho Cảnh Thịnh nhục thêm, người ta đào mã cha mẹ chú bác nhà vua, rồi tán nhỏ hài cốt và đựng vào một cái sọt, cho binh sĩ đi tiểu vào sọt xương ấy. Sau sọt hài cốt bị đem bày ra trước mặt tội nhân, người ta dọn một bữa cơm thịnh soạn trên một cái mâm quý cho đám tử tù. Quan Hiệu buồn rầu bảo anh, gia đình ta thiếu gì mâm mà phải đi ăn mâm mướn của người. Sau khi dùng bữa, người Lý Hình khóa miệng các kiến phạm lại vì sợ họ chửi bới nhà vua. Tay chân Cảnh Thịnh bị buộc vào chân bốn con voi. Sau khi được lệnh, bốn con voi đi ra bốn phía xé xác Cảnh Thịnh ra làm bốn mảnh. Cảnh Thịnh còn quay lại nhìn một lần chót cái sọt xương của cha mẹ. Hình phạt này thi hành xong thì các mảnh xác của kẻ xấu số bị treo ở mỗi đầu các chợ trong kinh thành Phú Xuân để cho dòi và quạ đến rỉa. Lính phải canh gác những miếng thịt nát này, e có người đến lén lấy đi. Thiệt là không có tưởng tượng nổi, phải không quý vị? Kinh hoàng luôn. Còn với mẹ con bà Bùi Thị Xuân, người ta cũng căm thù, nên cũng dùng hình phạt dã man nhất. Người ta đây là cái dòng vua nhà Nguyễn. Nguyên nhân là bà đã điều khiển binh sĩ đánh vào Lũy Thành Trấn Ninh hết sức kịch liệt, đã làm cho Nguyễn Ánh và các tướng lĩnh có phút thất thần, tưởng chừng nguy khốn đến nơi. Một buổi sáng sương đã tan, mặt trời đã lên cao dần, thì một tiếng súng đại bác nổ ra. Nổ ran, sau đó là tiếng thanh la in ỏi khắp kinh thành Phú Xuân không ngớt. Người ta báo cho nhân dân biết, tại pháp trường hôm nay xử thêm hai chiến phạm Tây Sơn là mẹ con bà thiếu phó Trần Quang Diệu. Nhân dân thành Phú Xuân ai nấy đều rõ thành tích của Bùi Thị Xuân như uy quyền của nhà Tây Sơn tràn khắp vùng sông Hương núi Ngự. Người ta đã phục Bùi Thị Xuân chẳng riêng ở chỗ bà có nhan sắc hơn người, mà còn ở chỗ có gan dạ và trí lược của một đại tướng. Người ấy đã có công gây dựng một phần sự nghiệp của chồng và của ba anh em Tây Sơn, đã bao phen xuất nhập chiến trường, vào sinh ra tử. Người ta đưa lại cho bà cái chết đến thế nào? Thì sau đây chúng tôi cũng xin quý vị nào mà
dễ xúc động thì cũng cẩn thận. Tôi đọc tôi nghe tôi lộn ruột. Dĩ nhiên bà phải chịu một cực hình vì người ta coi bà từ lâu là một kẻ địch lợi hại bậc nhất. Bà phải bị hành quyết dưới chân voi, nghĩa là phải tội voi dày. Với hình phạt này, tội nhân bị lột trần, nếu là đàn bà bị trói quặp lại, nếu là đàn ông, và thớt voi nhất cử nhất động đều theo khẩu lệnh của các giáp sĩ nai lịch gọn gàng. Trước hết, voi từ từ tiến tới gần kẻ xấu số, gấp lấy tội nhân quỳ dưới chân. Voi đặt nạn nhân nằm ngang trên cặp ngà trắng tinh, rồi vận chuyển vòi hết sức mạnh, siết chặt tội nhân lại, bao nhiêu khớp xương kêu răng rắc và gãy hết. Tội nhân ngất đi và có thể chết ngay, nhưng chưa đủ. Voi tung tội nhân lên cao, rồi nhảy bổ lên, hứng lấy rồi lại tung lên lần nữa, cao hơn lần trước. Lần này thì tội nhân rơi xuống đất như một cái quả chín rụng. Bây giờ voi mới lấy chân chà đạp lên mình tội nhân và giẫm nát như bùn mới thôi. Tiếng thanh la vang lên rộn rã một hồi, một không khí nghiêm trọng đầy khủng khiếp như ép hơi thở của hàng vạn con người hồi hộp chung quanh pháp trường chờ chứng kiến một cảnh tượng ghê gớm. Giờ hành quyết đã tới, người ta dẫn ra hai người, một cô gái mới đôi chín xuân xanh, con gái của bà Bùi Thị Xuân và bà Bùi Thị Xuân. Người con gái bị lột hết y phục, cái thân hình nõn nà của cô bây giờ có một vẻ đẹp não nùng, làm mê mẩn đám khán giả như thôi miên họ. Có người toan đứng ra can thiệp để cứu đóa hoa chớm nở đó, nhưng đã muộn. Thớt voi từ từ tiến đến, một đám đen lù lù tượng trưng cho sức mạnh mù quáng, vô tri, tàn ác. Người con gái biến sắc rồi trắng bạch như tờ giấy. Nàng kêu thất thanh rồi ngoảnh lại phía mẹ để cầu cứu. Bà Bùi Thị Xuân nghiêm nét mặt trách: "Con phải chết anh Dũng để xứng đáng là con của ta. Mẹ đây còn làm thế nào được mà cứu con?" Bùi Thị vẫn điềm tĩnh khi con gái bị voi tung lên tung xuống. Đến lượt Bùi Thị, trước khi ra pháp trường, bà đã quấn khắp thân thể một lớp vải bên trong quần áo để tránh sự lõa lồ trước mắt mọi người. Khí sắc của bà vẫn hồng hào tươi đẹp và hiên ngang như khi lâm trận. Người ta nhớ lại rằng khi thực lực của Tây Sơn phất phơ như sợi tơ trước gió, Quang Thùy, Quang Toản, anh em Tây Sơn cuốn cờ bỏ chạy, người đàn bà lấy một voi một giáo tả xung hữu đột như triệu tử trong trận chương dương cho đến khi rơi vào tay đối thủ. Con voi lớn nặng nề tiến lại toan làm phận sự như lần trước, nàng cũng bình thản bước lại gần nó, hét lên một tiếng thật lớn, nhái theo khẩu lệnh thường dùng để nạt con voi thiếu kỷ luật. Voi giật mình quay về phía giáp sĩ. Mọi người kinh ngạc cho rằng voi khiếp oai người nữ tướng. Bọn giáp sĩ vội vàng bắn hỏa pháp sao đít voi, bắt buộc nó tiến về phía tội nhân, đồng thời quát to ra lệnh bà Bùi Thị Xuân phải quỳ xuống. Hỏa pháo nổ lung tung, cây nhọn đâm vào miệng voi thúc voi phải tiến. Bị kích thích, voi trở nên hung tợn, rống lên chạy bổ tới, giơ vòi quấn lấy tội nhân như con trăn quấn một con thịt. Nhưng trái với lệ thường, nó tung lên nhưng không chà đạp như mọi bệnh. Rồi voi bỏ chạy vòng quanh pháp trường, rống lên những tiếng đầy sợ hãi. Hàng vạn con người hoảng hốt theo. Theo tài liệu của giáo sĩ De La Bissachère viết năm 1807. Như trên ta đã thấy, mã của Thái Đức Nguyễn Nhạc và Thái Tổ Nguyễn Huệ đều bị khai quật, hài cốt bị nghiến nát như cám cho quân lính đi tiểu vào và trưng bày trước mặt anh em vua Cảnh Thịnh. Còn sọ thì đem giam vào ngục tối. Theo truyền thuyết, tại khám đường Phú Xuân bấy giờ có ba cái vò. Một đựng sọ vua Thái Đức, một đựng sọ vua Quang Trung, còn cái thứ ba không biết có phải là sọ của Đông Định Vương Nguyễn Lữ hay sọ vua Cảnh Thịnh. Ba cái vò này để trong ba gian riêng biệt,
bị xiềng vào cột ngoài cửa niêm phong hẳn hoi. Mỗi tháng có hội đồng đến kiểm soát. Lính canh cho rằng các vò linh thiêng lắm, nên họ vẫn bí mật cúng vái để cầu an và gọi ông vò hay ông chúa ngụy. Chỗ này thì theo tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ trong bài Nốt Duyệt Lê Sandre de Tây Sơn Đăng La Prison Đi Khám Đường của Nguyễn Đình Hòe. Cũng theo lời truyền thuyết ở Huế thì đêm đêm lính canh thường nghe thấy tiếng rên khóc trong ba cái vò. Lại một đêm, vua Gia Long đang nằm đọc sách ở hậu cung, thấy trên nóc nhà rớt xuống một cái đầu tóc râu dài, rậm rạp, trông rất hung ác. Vài phút sau lại rơi một chiếc nữa. Sau đến chiếc thứ ba, rồi cả ba lăn lông lóc quanh lông sàng 10 phút rồi mới biến. Nhà vua kinh hoảng phải cho rời ba cái sọ ấy đi một nơi bí mật, khiến cho ngày nay không còn ai biết đến nữa. Lại có một nguồn dư luận cho rằng những cái đầu lâu này còn bị giữ trong ngục mãi cho đến năm 1885, là khi vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành chạy ra Tân Sở, có người bí mật nhân vụ lộn xộn này vào khám đường, lén gánh đi mất, và cho đến nay không còn ai biết tung tích ra sao. Đấy, trên đây là hai bài học lịch sử về cái gương phục hồi quyền lực cho một chế độ chính trị bạo ngược đã bị nhân dân ghê tởm và đạp đổ. Mong rằng dân ta sẽ không bao giờ quên những bài học xương máu trên đây. Xin chấm hết và tạm biệt quý vị khán thính giả. Hẹn kỳ tới.